Chào anh em nhé. Hôm nay trại mình nhận lên cho anh em một đôi thái này. Đôi thái một con bông và một con trắng đốm đuôi này. Đấy. Con đốm đuôi này. Đấy, một con trắng này, đốm đuôi này, con trắng đốm đuôi này thì theo mình là khả năng con trắng này sẽ là con mái, còn con trống này khả năng cao sẽ là con bông này sẽ khả năng cao hơn là con trống. Chim mình sẽ đánh dấu nhá. Đánh dấu này. Đấy. Chim mình đánh dấu theo đuôi nhá. Đấy, một chân bên xanh này. Chim khá là thuần đấy. Mình gạt cho anh em xem. Mình đánh dấu chân này. Đấy. Chân này, một chân này. Đánh dấu này. Chân này đánh dấu này. Mình đánh dấu từ khi tách bố mẹ ra nhé. Nên là không bao giờ nhầm lẫn được. Theo đôi của nó từ khi trong ổ rồi. Đuôi rất là dài đẹp này. Chim này đang chớm máu cườm. Với anh em chỉ nuôi một thời gian nó sẽ gáy. Đôi này sẽ để lại cho anh em về có thể làm giống, chim giống để sau này chơi hoặc thả vi cho gái chơi. Hoặc anh em có thể nuôi chơi lên khiển khách vì chim khá là thuần. Đấy, mình biết đây mình chờ tay vào này, nó vẫn chỉ nằm im thôi này. Đấy. Anh em mà cần liên hệ trực tiếp với mình nhá. Alo cho mình nhá, số điện thoại mình sẽ để trên bài nhá. Cảm ơn và chào anh em nhá.